Dạ vâng, cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Vâng, và không để cho các anh chị phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta rất vô cùng nóng ruột, nóng lòng để tìm hiểu xem nội dung của buổi tối ngày hôm nay là gì, đúng không anh chị? Vâng, Quỳnh sẽ bật mí với các anh chị nhé. Trong cái kinh doanh Amway của chúng ta thì kỹ năng bán hàng có phải là một kỹ năng vô cùng quan trọng không các anh chị? Bởi vì kinh doanh đều phải liên quan đến sự lưu thông hàng hóa, và bản chất của kinh doanh Amway đó là hàng hóa sẽ đến tay khách hàng tiêu dùng là người cuối cùng. Vậy thì kỹ năng bán hàng có quan trọng không các anh chị ơi? Rất là quan trọng đúng không các anh chị? Vậy thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một phần nội dung vô cùng tuyệt vời từ vị chủ giảng, nhiều kinh nghiệm, rất dày dặn kinh nghiệm trong kinh doanh Amway của chúng ta. Có thể nói chị có thời gian ở trong môi trường Amway này dài hơn chúng ta rất là nhiều ạ. Với kinh nghiệm của chị có thể hôm nay chị sẽ chia sẻ cho chúng ta biết là kỹ năng bán hàng và sản phẩm mà chúng ta có thể kinh doanh với Amway mà tái sử dụng nhanh nhất là sản phẩm gì, chúng ta sẽ đi theo xu hướng và định hướng như thế nào từ vị chủ giảng này và từ định hướng của công ty Amway. Các anh chị có quan tâm không ạ? Có quan tâm muốn biết là kỹ năng làm sao chúng ta có thể bán hàng tốt không ạ? Và tập trung vào dòng sản phẩm gì để có thể tái sử dụng nhanh nhất, làm cho khách hàng có thể là nhớ đến Amway và trung thành sử dụng sản phẩm Amway của chúng ta. Các anh chị có quan tâm không ạ? Cần chia sẻ nội dung này vô cùng là tuyệt vời, các anh chị cần hào hứng lên ạ. Quỳnh rất mong sự hào hứng của các anh chị để có thể là mời lên sự phần chia sẻ của vị chủ giảng của chúng ta. Quan tâm đúng không ạ? Vâng, và chúc mừng các anh chị ạ. Và ngay sau đây thì Quỳnh sẽ mời lên đây một vị chủ giảng vô cùng tuyệt vời. Chị có kinh nghiệm mà hơn 10 năm trong kinh doanh Amway này rồi, và đằng dưới hệ thống của chị đã có một hệ thống khách hàng tiêu dùng, hệ thống người kinh doanh vô cùng tuyệt vời với những lãnh đạo giỏi ở phía dưới của mình. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học kinh nghiệm của chị, làm thế nào để chị, một người phụ nữ nhỏ nhắn như thế, có thể chia sẻ sản phẩm và giúp cho những người khách hàng của mình yêu thích sản phẩm, trung thành với sử dụng sản phẩm Amway của chúng ta. Và một tràng số 6 thật dài đi các anh chị. Quỳnh mong một tràng số 6 thật dài để có thể chúng ta mời lên đây phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của vị chủ giảng Founder Platinum Lê Thị Hồng Hà. Em xin mời chị ạ. Xin chào MC, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở trong phòng Zoom tối hôm nay. Rất là cảm ơn phần chia sẻ giới thiệu của MC Quỳnh Nguyễn, lại khiến Hà có một tí run run, có một tí xúc động. Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Hình như trong phòng Zoom chúng ta là quen nhau hết rồi đúng không ạ? Thông tin của Hà thì bạn Quỳnh cũng vừa giao lưu vừa chia sẻ giới thiệu cùng mọi người, có lẽ là để lại phần chúng ta có cơ hội cùng giao lưu để tìm hiểu với nhau nhiều hơn khi mà offline đúng không? Hà rất là vui là hôm nay được chia sẻ những gì mà Hà trải nghiệm cũng như là Hà đã thực hành trong công việc kinh doanh cùng với em ơi. Giống như em chị có giới thiệu á, kỹ năng bán hàng là vô cùng quan trọng. Công việc nào cũng vậy thôi, có cái sự lưu thông hàng hóa và có cái sự lưu thông lâu bền thì nó sẽ cho chúng ta một cái kinh doanh lâu bền và vững chắc đúng không ạ? Với Amway, nhóm sản phẩm mà giúp chúng ta có doanh số tốt nhất, lớn nhất không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam mà nó là của tập đoàn, đó là nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite. Nói đến bán hàng thì ra tâm lý thì Hà nghĩ rằng Hà cũng như là rất nhiều các bạn các anh chị ở đây, khi mà mong muốn được trải nghiệm, được sử dụng và cảm nhận sản phẩm chất lượng thì việc đầu tiên cũng mong muốn đối với những người khách hàng của mình hoặc những cái đối tác tương lai của mình là có thể cũng sở hữu được sử dụng sản phẩm tốt như như chúng ta. Đơn giản và nôm na là như vậy thôi. Tuy nhiên thì với Nutrilite, với dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung ở thị trường Việt Nam, nó cũng không, đến thời điểm này nói là mới thì nó cũng vẫn còn rất mới, mà nó là quen thì cũng rất là quen. Tuy nhiên để tất cả mọi người hoặc rất là nhiều người có quan điểm, có khái niệm và để sẵn sàng đón nhận thực phẩm bổ sung thì lại là vấn đề, không phải là mọi người muốn mua sản phẩm ngay
và cái điều mong muốn mà chúng ta bán sản phẩm cho khách hàng thì lại không nằm ở chỗ rằng sản phẩm tốt là mọi người có thể mua ngay, bởi vì quá nhiều sự lựa chọn ở bên ngoài, có phải vậy không? Rất rất nhiều luôn, đã từ rất là lâu rồi á, Hà nghĩ là cũng phải trên 20 năm, 30 năm, Hà cũng đã được những người bạn đi công tác nước ngoài hay là từ nước ngoài về thì cũng chỉ cho, hoặc là nếu mà đi thì có hỏi mua thì cũng chỉ nhờ mua những sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe xương khớp, hoặc là những cái thực phẩm mà mình được cho tặng ấy, thường là mọi người hay tặng những cái sản phẩm vitamin bổ sung tổng hợp đó. Nếu mà mọi người biết thì đặc biệt là mình ấn tượng và nhớ lúc đầu ấy là cái viên One a Day của Mỹ, với một cái hộp rất là to, có thể dùng xuyên suốt 1 năm luôn á. Hà cũng may mắn một chút là Hà cũng có những cái thông tin và kiến thức ở trong ngành dược, trong cái thời gian Hà làm dược thì những cái thành phần ở trên cái sản phẩm là Hà thường hay rất là lưu tâm, nhưng mà cũng không hề có một cái quan niệm hay là một cái ý thức là và hiểu được là đó là những sự thực phẩm là thực phẩm bổ sung, nó sản phẩm chỉ bổ sung cho cơ thể và bổ sung trong trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình, chứ không đơn thuần Hà chỉ hiểu là thuốc. Thế cho nên là cũng không sẵn sàng sử dụng, cũng không sẵn sàng đón nhận, mặc dù là được cho hay là được tặng, hoặc là được hỏi là có nhờ mua hay không. Cũng có thể lúc đó khi đó sức khỏe và mọi thứ của mình là chưa có cảm giác gì, hoặc là chưa có vấn đề gì, nên là mình cũng không quan tâm hoặc là không có thông tin kiến thức gì về điều đó, cho nên là không sẵn lòng một điều gì cả. Thì anh nghĩ rằng bên ngoài những khách hàng mà chúng ta gặp thì vẫn sẽ còn nhiều nhiều người có cái tình trạng như vậy, và có những cái suy nghĩ hoặc những cái quan điểm như vậy giống như Hà trước đây. Nhưng cho tới điểm này thì Hà cũng được tham gia rất là nhiều những lớp học về dinh dưỡng của Nutrilite, cộng với dinh dưỡng từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia mà công ty Amway mời về hướng dẫn và đào tạo với nhà phân phối của Amway. Thì việc mà chúng ta giao lưu hay muốn chia sẻ hay là muốn bán sản phẩm cho đối tác hay là cho khách hàng, thì cái việc là ngay tức thì mình bán sản phẩm nó không có dễ. Nhưng Hà đến thời điểm này thì Hà nghĩ rằng khi mà mình bán cho một người quan niệm á, bán cho họ những cái kiến thức để họ có ý thức, thì lúc đó là quyền lựa chọn và họ sẽ tự lựa chọn. Bản thân Hà cũng vậy thôi, có rất là nhiều những sản phẩm mà bản thân Hà bây giờ Hà muốn sử dụng hay là muốn mua, Hà không nói những sản phẩm ở Amway mà sản phẩm bên ngoài cần cho cuộc sống của Hà hoặc là cho nhu cầu của Hà tại thời điểm đó, thì thực ra chỉ một cái click thôi là mình có thể tìm hiểu được về thông tin sản phẩm. Thế tuy nhiên là cái sản phẩm đó nó có ý nghĩa như thế nào với mình, thì lúc đấy là mình đã mang cái nhu cầu của mình đi để tìm hiểu rồi, thì nó khác hoàn toàn với cái thứ mà có người khác tự nhiên mang đến. Vậy hôm nay là Hà cũng chia sẻ cái phần Hà nghĩ rằng là nó cũng rất là cơ bản trong khi mà chúng ta đi chia sẻ giao lưu về về dinh dưỡng. Đúng không? Không có phải đương nhiên người ta mệt thì nói người ta dùng protein, hay là không đương nhiên mà người ta đau xương thì đau chân thì nói người ta dùng canxi. Người ta có sẵn lòng không? Không, đúng không? Ở trên Google rất là nhiều và cũng rất là nhiều thông tin. Vậy hôm nay Hà chia sẻ giao lưu cùng với cả nhà mình về chủ đề là quan niệm chuẩn với dinh dưỡng. Chuẩn ở đây ở góc độ giới hạn của Hà nhé. Còn tuy nhiên là sẽ có rất là nhiều các bạn cùng các anh chị là khi chúng ta giao lưu cùng với khách hàng, chắc chắn là sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Hà sẽ dùng những slide để cùng giao lưu chia sẻ với cả nhà mình. Quan niệm chuẩn về sức khỏe. Ngày hôm nay cứ tạm giới hạn chuẩn ở cái góc độ những thông tin mà Hà cùng giao lưu cùng với tất cả chúng ta ở đây. Vậy sức khỏe là gì? Chúng ta cùng giao lưu nhé, có thể chat ở khung chat là sức khỏe là gì ạ? Xin chào tất cả mọi người. Có thể giao lưu ở khung chat hoặc là có thể bật mic lên chia sẻ cũng được ạ. Có ai chia sẻ cùng với Hà là sức khỏe là gì không?
Thực ra cái cụm từ sức khỏe á thì chúng ta nói đến rất nhiều và chúng ta cũng nghĩ đến rất là nhiều đúng không ạ? À, cái gì cũng liên quan đến sức khỏe. Đó. À, sức khỏe thì được ví như là vàng hay là kim cương hay là đá quý. Thực ra sức khỏe nó còn hơn thế nữa đúng không ạ? Sức khỏe là vô giá. Sức khỏe là vô giá. Vậy chúng ta bình thường thì chúng ta vào trong cuộc sống thì chúng ta phấn đấu rất là nhiều cho những cái mục tiêu trong cuộc sống. À, nhưng mà khi chúng ta thực sự không hiểu sức khỏe là gì thì chúng ta sẽ không phấn đấu để có được sức khỏe như mong muốn. Có phải vậy không ạ? Chắc chắn là sẽ không thể có được sức khỏe là như mong muốn. Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa sức khỏe là trạng thái thoải mái một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội. Ở đây nói thoải mái là tình trạng thoải mái là không bao gồm bệnh tật hay thương tật. Và con số thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ có 5% dân số là khỏe mạnh, 20% là bệnh, còn lại 75% là trong giai đoạn giả khỏe mạnh. Vậy giả khỏe mạnh là như thế nào? Bệnh thì như thế nào được gọi là bệnh? Và khỏe thì chúng ta vừa được được biết rồi đúng không ạ? Khỏe khỏe mạnh á là khỏe cả về thể chất, tinh thần và xã hội. Đó mới là khỏe. Bệnh là khi mà những cái dấu hiệu bất ổn của cơ thể tới hơn 70% nhưng mà phải có kết luận từ những người có chuyên môn đánh giá. Còn khi mà chưa có những nhà chuyên môn, người chuyên môn đánh giá thì vẫn chưa thể gọi là bệnh được. Vậy dưới 70% là 60, 50, 40, 30 hay là chỉ 10 thôi. Thì ngay cả là khi mà cơ thể như vậy nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta cũng chưa có một cái biểu hiện gì, thứ nhất là rõ ràng và thứ hai là người có chuyên môn người ta cũng khó để có thể kết luận rằng chúng ta là mắc bệnh hay là bất ổn, bởi vì bản thân chúng ta còn hoài nghi cái sự bất ổn đó, thì giai đoạn này gọi là giả khỏe mạnh. Chúng ta ngồi đây có ai cả có ai nghĩ thế bao giờ chưa, có cảm cảm nhận với chính bản thân mình cái điều đó chưa? Vậy khỏe mạnh là những ai? Các yếu tố liên quan đến bằng cấp hay là chuyên môn, hay những người giàu, tức là người có tiền có tài chính, hay người nghèo, hay những người thất nghiệp, hay những người có những điều kiện đó hoặc bất kể điều kiện nào đó thì đều không phụ thuộc vào vấn đề sức khỏe. Bởi vậy, tỷ phú Steve Jobs đã phải thốt lên rằng chiếc giường đắt giá nhất trên thế giới này chính là chiếc giường bệnh. Chúng ta thử nghĩ, suy nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta sở hữu 1 triệu đô. Mà số 1 sẽ đại diện cho sức khỏe hoặc sinh mệnh của chúng ta. Các số 0 sẽ đại diện cho những gì xung quanh ta sở hữu. Chúng ta sẽ làm gì? Đúng không ạ? Khi có số 1 ở đầu thì tất cả các số 0 ở đằng sau sẽ có ý nghĩa bởi chúng ta sở hữu tận 1 triệu đô và sẽ làm được rất là nhiều việc. Phải vậy không? Nhưng mà tuy nhiên khi mà số 1 không có còn nữa, bị mất đi á, thì những số 0 là vô nghĩa. Sức khỏe của chúng ta cũng như vậy thôi. Sức khỏe sẽ đại diện cho số 1. Khi mà sức khỏe mất đi á, thì những gì chúng ta sở hữu, nhà cửa, con cái, tài sản, tất tật mọi thứ đều giống như những số 0 ở đằng sau mà không có số 1. Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng vậy, đều phải trải qua những thời điểm, những khoảnh khắc hoặc những giai đoạn vì cuộc sống gia đình, vì cái sự học tập của con cái. Tuy nhiên kể cả ví dụ ở đây một với con cái, không phải nếu như chúng ta không có ý thức, chúng ta không có kiến thức, chúng ta cũng không có thể dạy dỗ con cái một cách tốt nhất
Đúng không ạ? Chúng ta ưu tiên phấn đấu cho địa vị, cho danh vọng, rồi mục tiêu kiếm tiền. Tuy nhiên tất cả những ưu tiên này á, nó có thể xuyên suốt cuộc sống của chúng ta, nhưng nó chỉ thực sự có ý nghĩa và đạt được khi chúng ta còn sức khỏe. Vậy mới nói sức khỏe là ưu tiên số 1. Nhưng thực tế thì sao ạ? Theo nghiên cứu khoa học diễn ra từ năm 2010 tới 2015, tức là trong khoảng 5 năm, thì các yếu tố nguy cơ mà gây ra bệnh tật ở Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều từ chế độ ăn uống không lành mạnh, góp phần dẫn đến những bệnh mãn tính không lây như là thừa cân, béo phì, ung thư, các bệnh về tim mạch hay đái tháo đường, cao huyết áp. Chế độ ăn uống không lành mạnh là ảnh hưởng vô cùng là lớn. Tiếp theo nữa là thói quen ít vận động cũng góp tới 2,8% tỷ lệ tử vong. Sử dụng thuốc lá gây tới gần 17% tỷ lệ tử vong. Đúng không ạ? Không chỉ nam giới đâu cả, có cả nữ giới cũng sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá. Sử dụng rượu bia cũng gây tới 5,7% tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên tất cả các cái yếu tố này, bốn yếu tố này á, chúng ta khi mà có ý thức, khi có kiến thức và có ý thức thì chúng ta có thể kiểm soát được các yếu tố này. Nhưng thực tế còn một thực tế nữa là chúng ta khó có thể kiểm soát được, đó là môi trường ô nhiễm. Thì việc môi trường ô nhiễm là gây hiệu quả là vô cùng quan trọng để ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Vậy tại sao nói sức khỏe cần bảo dưỡng? Trong cuộc sống quanh ta, thường là chúng ta những đồ vật mà có giá trị hoặc là những đồ vật mà phục vụ cho cuộc sống chúng ta là chúng ta hay có thói quen chăm sóc thường xuyên, định kỳ, bảo dưỡng nhà này, xe này, các thiết bị phục vụ cuộc sống của chúng ta đơn giản thôi ạ, như là cái xe máy là cái vật mà chúng ta sử dụng hàng ngày luôn á, thì thậm chí là còn ghi vào sổ hoặc là nốt vào lịch nhắc là đủ 1.000 cây thì sẽ tiến hành thay dầu kiểm tra. Có phải vậy không ạ? Các anh chị và các bạn giao lưu cùng với Hà đi. Có phải vậy không? Chúng ta luôn luôn có ý thức là bảo trì, bảo dưỡng những cái vật xung quanh ta, và đặc biệt là những cái vật mà càng đắt tiền, càng nhiều tiền á, thì chúng ta lại càng chú trọng hơn. Đúng không ạ? Bảo trì, đúng rồi. Tuy nhiên, theo nguyên tắc ấy, thì cái gì càng có cái giá trị cao ấy thì càng cần được bảo dưỡng. Bởi một cỗ máy dù chạy cỡ nào thì đến ngày nào đó, đến lúc nào đó cũng sẽ có vấn đề, cũng sẽ trục trặc. Vậy con người chúng ta cần bảo dưỡng hay không? Giáo sư Maravich, Đại học Yale Mỹ thì đã định định con người á, định giá con người theo khoa học, thuần túy theo cách cách tính từ khoa học với một cơ thể của con người á, đáng giá ít nhất 1 tỷ đô. Vậy chúng ta xem chúng ta đang là 1 tỷ đô thì theo các bạn là chúng ta có cần bảo dưỡng hay không? Chắc chắn là các bạn nói thì là nói có, đúng không? Đây là cái cách mà vậy là chúng ta đang ở đây. Ở đây là có ai 50 chưa ạ? 30, 40, 50 tuổi, thậm chí là hơn, Hà còn hơn từng này, nhưng từng ấy thời gian rồi á, chúng ta đã thực sự bảo dưỡng chính sức khỏe của chúng ta hay chưa? Theo Hà giao lưu cùng với các bạn. Cần đúng không ạ? Rất là cần bảo trì đúng không ạ? Đó, cũng có rất là nhiều bạn là chưa. Đúng rồi, Hà nghĩ rằng cũng giống Hà thôi, khi còn trẻ và đặc biệt là khi chúng ta chưa có kiến thức, chưa có ý thức, giống như Hà thôi. Hà thực sự là Hà ở trong môi trường kinh doanh dược hơn 10 năm, 11 gần 12 năm, nhưng mà cũng không bao giờ có kiến thức, rất là chịu khó cập nhật những thông tin về dược, về thuốc và những thứ liên quan đến đến thuốc với sức khỏe.
nhưng mà không không có cái ý thức thì cũng không có kiến thức rằng là bảo trì sức khỏe là như thế nào, bởi vì thuốc thì không có thể bảo trì được sức khỏe đó. Nhưng mà ngày nay thì khác rồi đúng không ạ? Những năm gần đây thì chúng khác rồi, xu hướng và xu thế chúng ta cũng đều biết rằng là giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe. Còn đúng ạ, như bạn Yến có nói là lúc có vấn đề mới để ý, thực sự là như vậy. Thế nên càng chưa có vấn đề thì lại càng chưa có để ý đến, mà càng chưa để ý đến thì rõ ràng rằng là một cái cỗ máy chạy hoài hoài rồi nó cũng sẽ đến lúc trục trặc. Vậy con người chúng ta thì sao, đúng ạ? Sinh ra lớn lên trưởng thành rồi sẽ cũng già đi, không thể khỏe mãi và cũng không thể trẻ mãi được, đó là quy luật rồi, đó là tất yếu rồi ạ. Đó, còn khi đợi đến khi lúc mà có vấn đề thì gọi là sửa chữa rồi, chứ không còn còn không có thể để bảo trì được nữa. Trong trong chúng ta ở đây đã Hà biết là có rất là nhiều các anh chị đã có quan niệm và đã cũng đã từng sử dụng thực phẩm bổ sung, đặc biệt là nhãn hàng Nutrilite, để bảo trì, để bảo vệ cái sức khỏe của cho chính bản thân mình và những người quen và những người bạn, những khách hàng. Đây ạ, giáo sư đại học Mỹ là định giá con người tới 1 tỷ đô, ít nhất là 1 tỷ đô nhé. Riêng mắt này nó tới 24,4 nghìn đô, phổi có nhiều không ạ, 150 nghìn, có đắt hơn thế nữa. Gan gan ạ, 557 ngàn đô. Xương này, cả nhà mình nhớ rõ. Ở trái tim 997.700 đô. Dạ dày hơn 500 ngàn, thận hơn hơn 260 ngàn, máu, tất cả những cái tế bào, tất cả cơ thể của chúng ta. Ruột, ruột có quan trọng không ạ? Ruột là cái thứ mà 2.000 ạ, 2.000 đô, hành không có rõ lắm, 2.500 đô là đô la là ruột. Vậy là tính nôm na thôi ạ, giáo sư Maravich đã định giá cơ thể mỗi chúng ta là tương đương tới 1 tỷ đô. Vậy bản thân chúng ta giá trị như vậy, một cái tài sản giá trị như vậy thì ngày hôm nay là sau sau đây là chúng ta chắc chắn là phải ưu tiên bảo dưỡng chính bản thân mình. Hà cũng hay nói chuyện với rất là nhiều nhiều các bạn, nhiều các anh chị. Khi giao lưu chia sẻ thì nói không có thời gian và cũng chưa quan tâm đến, phải còn rất là nhiều những cái điều mà ưu tiên hơn trong cuộc sống. Nhưng mà thực sự đến bây giờ thì Hà thấy rằng đúng, mình ai cũng vậy thôi, có gia đình, có những người xung quanh, con cái, bố mẹ, anh em, tất cả xung quanh mình đều là những người có trách nhiệm, hy sinh bản thân mình để hỗ trợ, để giúp đỡ. Đặc biệt là phụ nữ Việt Nam thì thấy cái sự hy sinh bản thân mình nó không phải là 100% đâu, mà còn nhiều hơn thế. Hạ nghĩ là như vậy, về bởi vì nghĩ nghĩ lại đến đến bây giờ thì Hạ cũng là người là khi mà còn khỏe, khi còn trẻ thì đúng là không có nghĩ gì đến bản thân mình hết, làm việc cật lực, việc gì cũng làm đó đó. Cho nên là khi mà hiểu được rồi giá giá trị của bản thân chúng ta, cơ thể con người chúng ta nó vậy, nó mang nó đắt giá như vậy á, thì chúng ta cần phải bảo dưỡng là đương nhiên đúng không ạ? Bây giờ thì Hà biết điều này rồi và cũng có ý thức để bảo dưỡng chính bản thân mình rồi, bởi chỉ có khi mình khỏe, mình tốt, riêng mình khỏe, mình tốt là cũng đã là giúp đỡ những người xung quanh mình. Các bạn có nghĩ rằng là đúng mình hy sinh về cho con, cho bố mẹ, cho mọi người xung quanh, nhưng bản thân mình đau yếu, bản thân mình khỏe, mình không thể làm được gì á, mình không có giúp được, thì có phải là ngược không? Mà mình lại làm phiền những người xung quanh mình. Đó, Hà chưa nói đến góc độ chi phí tài chính, mà bản thân mình không tự lo được cho chính bản thân mình đã là không giúp đỡ được rồi. Ông tổ, y tổ của Việt Nam là Hải Hải Thượng Lãn Ông, có thuốc mà không có ăn thì rồi cũng đi đến chỗ chết. Còn y tổ của thế giới, ngài Hippocrates là ông tổ của ngành y, thì có nói là thức
ăn cho bệnh nhân là một phương tiện điều trị, và trong phương tiện điều trị thì không thể thiếu được những chất dinh dưỡng. Và ông tổ của ngành y y học hiện đại á, cũng có nói là let food by the medicine and medicine by the food, tức là hãy xem thực phẩm như thuốc và hãy dùng thực phẩm như thuốc. Nói đến cái điều này thì khi mà Hà mới biết đến NutriLife cũng có được các thầy cô chia sẻ nói về một cuốn sách là thực phẩm khéo dùng thì sẽ trở thành thuốc. Thì tất cả những gì mà y tổ ở Việt Nam cũng như là y tổ thế giới cũng đã chia sẻ với chúng ta từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Có nhà khoa học Thomas Edison, ông có nói bác sĩ trong tương lai sẽ không trị bệnh bằng thuốc mà dùng dinh dưỡng để phòng và trị bệnh. Cả nhà mình có nghĩ là như vậy không? Đúng rồi ạ, phải yêu thương và nâng niu bản thân mình nhiều hơn, đúng rồi ạ. Bản thân mình không có tốt thì không có giúp đỡ được ai hết ạ. Không phải mình cứ hy sinh, mình cứ nhiệt tình tất mọi thứ, nhưng khi mình không có khỏe, không có sức khỏe thì mình không có thể giúp được ai, bản thân mình cũng không giúp được, chứ đừng nói là giúp gì ai. Bạn Tùng vừa nói là giờ mới biết mình giàu thật, thực sự là có sức khỏe tốt đó là sự giàu có rồi ạ. Tài phú là ở chỗ đó đấy ạ. Có sức khỏe để có thể muốn làm gì cũng được, đúng không ạ? Vậy thì dinh dưỡng và tầm quan trọng của dinh dưỡng, chúng ta cùng giao lưu cái tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với cơ thể. Dinh dưỡng là gì? Hàng ngày chúng ta vẫn phải sống cùng với cái cuộc sống của chúng ta và thường là ăn rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Dinh dưỡng để làm sao ạ? Để có năng lượng và các chất dinh dưỡng đó duy trì cái sự sống của chúng ta. Dinh dưỡng thì lại duy trì cho sự sống từ mức độ tế bào tới mức độ cơ thể, cả về cấu trúc lẫn hoạt động nhá. Cho nên là việc ăn uống là quan trọng. Những gì chúng ta có cái câu nói và có cái bức hình là những gì chúng ta là những gì chúng ta ăn. Có ăn mới sống được. Đặc biệt là cơ thể không thể tự tổng hợp được. Vì vậy là chúng ta thường phải nạp mà chúng hàng ngày, nạp dinh dưỡng hàng ngày từ chế độ ăn, và sức khỏe của chúng ta sẽ phụ thuộc vào nhà bếp. Dinh dưỡng là chất hóa học hữu cơ và vô cơ có trong thực phẩm. Nó là nguyên liệu để cung cấp năng lượng, nguyên liệu cấu trúc cơ thể, duy trì và sửa chữa mô trong cơ thể, là chất xúc tác hỗ trợ tham gia vào các hoạt động giúp cơ thể tồn tại. Có ai trong chúng ta này có thể nhịn được không ạ? Nhịn một ngày có thể, đúng không ạ? Nhưng mà nhịn 2 ngày, 3 ngày có được không ạ? Không, đúng không ạ? Nhịn nước duy nhất là Hà biết là chỉ có nhịn nước thôi ạ. Nhịn ăn thì có thể nhịn dài hơn, nhưng mà nhịn nước thì là không thể nhịn được dài. Dinh dưỡng giúp duy trì, tái tạo và có những hoạt động giúp cơ thể tồn tại cũng như là hoạt động. Nhưng mà dinh dưỡng thì cũng có thể mang đến những nguy cơ cho sức khỏe của chính bản thân chúng ta. Mỗi ngày người trưởng thành cần ít nhất là khoảng 6 kg lương thực. Nhưng nếu chỉ cần 100 g thực phẩm mà không đạt tiêu chuẩn về chất lượng hay là độ an toàn thì cũng đã có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngày nay thì thường xuyên, nếu như không nói là nếu như các bạn để ý thì thường xuyên và gần đây cũng thấy rất là nhiều những tình huống hay là những trường hợp là ngộ độc thức ăn, ngay cả trong những trường học, tức là những nơi mà có cái việc cung cấp bữa ăn á, là có quy chuẩn nhưng vẫn vướng phải cái việc ngộ độc. Ở đây có thể từ nguồn thực phẩm, nhưng cũng có thể là từ bảo quản, và cũng có thể từ trong cái quy trình mình nấu nướng hoặc là sơ chế, hoặc tất tật là có thể là khiến là cái thực phẩm nó không đạt tiêu chuẩn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ngộ độc. Mặc dù là cái lượng thức ăn nạp rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần 100 g thôi,
không đạt tiêu chuẩn cũng khiến ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Và dinh dưỡng lại ảnh hưởng tới cái thể chất, tinh thần và cơ thể của mỗi người, đúng không ạ? Và dinh dưỡng thì cũng có thể là cái nguyên nhân hoặc là cái yếu tố khiến chúng ta sinh bệnh. Dinh dưỡng không cân đối, dinh dưỡng không an toàn đều là những cái nguyên nhân trực tiếp cũng như là gián tiếp gây nên bệnh. Đôi khi là nghĩ là ăn một lần thôi không sao, hoặc vướng một lần thôi không sao, có thể hôm nay chỉ đau bụng đi ngoài hay là ngộ độc một chút thôi, chưa sao. Nhưng nếu như thường xuyên hoặc là lặp đi lặp lại, hoặc chúng ta sử dụng những thực phẩm không an toàn, thì việc ngay tức thì chúng ta sinh bệnh là chưa, nhưng mà dần dần cũng trở nên sinh bệnh. Vì sao ngày xưa không có phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, đúng không ạ? Sử dụng các cái đồ để làm sạch cũng hoàn toàn từ từ những sản phẩm là thiên nhiên. Hà vẫn nhớ là cái bánh xà phòng ngày xưa, xà phòng bánh á, mà nhập của nước ngoài ấy, thì đều là không phải là tổng hợp từ hóa học đâu, mà nó là từ dầu dừa. Xà phòng bánh sử dụng, nếu như rửa bát mà không có sạch á, thì sử dụng sơ mướp này, hay là nước nóng hoặc là nước ạ. Nhưng mà những năm gần đây, khoảng 30 năm trở lại đây rồi, chúng ta được tiếp xúc với cái tốc độ tăng trưởng của xã hội, phát triển của xã hội, thì những sản phẩm và những gọi là chế phẩm từ hóa học tổng hợp lại có rất là nhiều, giúp chúng ta nhanh chóng làm sạch, giúp chúng ta cây cối tăng trưởng rất là nhanh. Vì thế là vô hình hay là hữu hình, chúng ta đều có thể thừa hưởng một cách không có ý thức đối với cơ thể của chúng ta. Bởi vì bây giờ rất là nhiều những cái bệnh trọng bệnh, mà trọng bệnh là với những người, từ những người trẻ trở đi, chứ không đơn giản là già yếu rồi mới dễ mắc bệnh. Có phải vậy không ạ? Chúng ta chứng kiến rất là nhiều, Hà cũng chứng kiến rất là nhiều. Và dinh dưỡng là cái điều mà ảnh hưởng tới tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống, đúng không ạ? Để chúng ta hàng ngày ăn cơm, rau củ, trái cây, thịt, cá và rất là nhiều loại dinh dưỡng khác nhau. Nhưng mà chúng ta có khi nào nghĩ là có bao nhiêu loại không? Hay đơn giản là chúng ta quen, có thói quen ăn cái gì thì thích ăn cái gì thì ăn cái đó, và không thích thì không không có ăn. Thực ra Hà cũng vậy đấy. Có một số loại thực phẩm Hà không thích. Hà là người đi chợ, thế cho nên là Hà không có mua về cho cả nhà ăn. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái tầm quan trọng của dinh dưỡng, và các cái chất dinh dưỡng nó có từ rất là nhiều các loại, mỗi một loại thực phẩm nó đều mang lại cái giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, cho cơ thể khác nhau, thế đó là Hà bắt đầu mới điều chỉnh. Còn thực sự là có những thứ không không thích ăn là không có mua về, không ăn. Nhưng mà dựa vào cái nguồn cung cấp thực phẩm ở trên ở trong cuộc sống á, thì các nhà khoa học có chia thành các nhóm chất dinh dưỡng. Dinh dưỡng đa lượng. Dinh dưỡng đa lượng là những cái lượng là lớn hơn 1 gram một ngày gọi là dinh dưỡng đa lượng, mà nhỏ hơn 1 gram một ngày là dinh dưỡng vi lượng. Còn dưỡng chất thực vật là những hợp chất lành mạnh và bổ dưỡng, là vô cùng có lợi cho sức khỏe. Thì dưỡng chất thực vật này không đơn giản mà chúng ta có thể nhận được đầy đủ hoặc là một cách tốt nhất từ dưỡng chất thực vật. Ví như là cơ thể chúng ta là một ngôi nhà, thì những viên gạch, đúng không ạ? Và hệ thống điện năng trong ngôi nhà thì do là đa lượng quyết định. Kết dính những viên gạch là do vi lượng quyết định. Đó. Nhờ nước sơn của ngôi nhà thì lại là do nước sơn á, là cái lớp mà bên ngoài cùng bảo vệ ngôi nhà, thì lại là được ví như là dưỡng chất để quyết định nó. Bị thiếu mất một cái hình. Vậy đa lượng là như thế nào? Đa lượng làm nhiệm vụ là nguyên liệu chính để tạo nên tế bào của chúng ta, trong đó gồm có chất đạm, chất bột đường và chất béo. Đó là dinh dưỡng đa lượng.
Vi lượng thì có nhiệm vụ và đảm nhiệm cái vai trò là xúc tác cái quá trình phản ứng sinh hóa diễn ra trong cơ thể, giúp cơ thể di chuyển này, hoạt động này, và trong đó thì gồm các vitamin và khoáng chất. Dưỡng chất thực vật thì có nguồn gốc là từ thực vật, mang lại màu sắc cũng như hương vị và kết cấu của thực vật, giúp là bảo vệ, duy trì những hoạt động tối ưu của các cơ quan trong cơ thể. Cái lớp sơn của ngôi nhà bây giờ nó mới hiện ra, là slide nó bị trễ. Chúng ta hình dung ra không ạ? Đó. Còn dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Đó. Đó là lý do mà dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Mỗi một là loại thực phẩm, mỗi một loại thức ăn đều có ý nghĩa, đều có mang lại những cái giá trị nhất định đối với cơ thể. Thế vậy dù sao là gọi là dinh dưỡng hợp lý. Giống như là dinh dưỡng nền tảng thôi ấy. Dinh dưỡng nền tảng, chúng ta sẽ nói đến là dinh dưỡng nền tảng là hỗ trợ và giúp cơ thể chúng ta cơ bản nhất, đúng không ạ? Giống như là ngày chúng ta ăn cơm phải có cơm này, có thịt, có cá là có rau này, có thịt hay cá này hay là rau này, đó là cái nhóm dinh dưỡng đa lượng, nó gồm là chất đạm, chất béo và chất bột đường, cũng chất xơ. Nhóm dinh dưỡng đa lượng này là cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, thì khuyến nghị cung cấp nhóm dinh dưỡng đa lượng là đạm từ 13 đến 20%, chất béo thì là 20 đến 25%, còn chất bột đường là nhiều nhất là 55 đến 65% là chất bột đường. Cái cách tính một cái khẩu phần ăn theo cái tỷ lệ này thì chúng ta có thể ước lượng, không thể cân hay đo được thì chúng ta có thể ước lượng, một là bằng cái nguyên tắc bàn tay, một là một khẩu phần đạm nó tương đương với là lòng bàn tay đó, chất béo thì chỉ tương đương với một ngón tay thôi, hoặc là chất bột đường thì là cả một cái nắm tay đó, hoặc là cái nguyên tắc chúng ta có thể định lượng theo cái nguyên tắc ở trên đĩa ăn á, thì 1/4 là chất đạm, 1/4 là chất béo, chất các cái chất lipid, còn lại thì là chất bột đường và chất xơ, 1/4 ạ. 1/2 là chất rau, hẳn nói ngược, 1/4 là chất đạm. Chất dinh dưỡng vi lượng có nhiều là có chính là ở trong rau củ trái cây, và đại diện cho mỗi một màu sắc của một loại rau củ trái cây khác nhau là sẽ có ý nghĩa và có cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất khác nhau, và cung cấp mà vitamin và khoáng chất nữa, giúp là duy trì chức năng hoạt động của cơ thể và tốt cho sức khỏe tổng thể. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là dùng tối thiểu 5 phần trái cây và rau củ mỗi ngày, mỗi người đó, chứ không phải là mỗi gia đình nha, mỗi người ạ. Dưỡng chất thực vật thì sao? Đại diện cho mỗi một màu á là có những ý nghĩa khác nhau, hỗ trợ như là tím thì hỗ trợ cho sức khỏe của não bộ, đỏ là hỗ trợ cho tim mạch, vàng, cam là hỗ trợ cho sức khỏe của mắt, màu xanh là hỗ trợ cho sức khỏe của tế bào, và màu trắng là hỗ trợ cho và cung cấp những cái dưỡng chất cho sức khỏe của xương khớp. Vậy cơ bản và hay là nền tảng thì chúng ta thường hàng ngày là như chúng ta sử dụng đầy đủ ba cái nhóm dưỡng chất là đa lượng, vi lượng và dưỡng chất thực vật để bảo vệ, duy trì cái sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên là mỗi người chúng ta là một những cái cá thể khác nhau, nhưng đều có điểm chung giống nhau, dù là tuổi tác hay là giới tính hay vị trí địa lý, nhưng mà đều có nhu cầu về dinh dưỡng cơ bản, đều có nhu cầu giống nhau về dinh dưỡng cơ bản, cơ thể sống. Vậy tại sao nói là lợi ích khi mà thực phẩm bổ sung dinh dưỡng
Thì Hà lại nói thêm, thế là trong cuộc sống và bận rộn của chúng ta là Hà tin tưởng rằng là chúng ta không có thể có đủ thời gian để có thể có một bữa ăn thật là đầy đủ với rau củ quả nhiều màu sắc, rau củ quả nhiều màu sắc, hoặc là thức ăn ở trong một khẩu bữa ăn ở trong ngày là có thể là thay đổi, có thể là đầy đủ các cái khẩu đạm, đạm như thế, đạm đạm từ các nguồn đạm, rất là nhiều nguồn đạm đúng không? Đạm từ thịt trắng, thịt nâu hay là đạm từ cá, rất là nhiều nguồn đạm khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta không có thể đủ được. Chính vì vậy là cái sự thiếu hụt nó sẽ tích lũy dần dần khiến chúng ta có những vấn đề về về sức khỏe. Cho nên ngay từ lúc đầu Hà cũng nói là xu thế hay là xu hướng sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung đã có từ từ tương đối lâu rồi. Tuy nhiên còn cái việc lựa chọn hay ý nghĩa của lợi ích của thực phẩm bổ sung thì chắc chắn là không phải là có nhiều người có cái suy nghĩ đúng và có cái quan quan niệm đúng. Hà biết là đa phần là mọi người ăn uống thứ nhất là đơn giản này, tiện lợi này, vì rất là nhiều lý do khác nhau, bận rộn không có thời gian, còn rất là nhiều các cái lý do khác mà giúp là bữa ăn của chúng ta là tương đối nghèo nghèo nàn. Vì vậy là khiến khiến cho cơ thể chúng ta dễ bị thiếu dinh dưỡng cơ bản thôi nha. Hà không nói là đến dinh dưỡng tối ưu mà chỉ nói đến là cơ bản thôi. Vậy vì vậy các nước xã hội phát triển người ta đã sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung từ rất lâu rồi, đúng không? Lợi ích của việc sử dụng các thực phẩm hỗ trợ bổ sung, nó thứ nhất là nhanh chóng này và bổ sung được các cái dinh dưỡng và các chất có tác dụng chức năng mà cơ thể không cung cấp được đủ qua chế độ ăn uống hàng ngày. Hạc cũng thấy có rất là nhiều người kể chuyện nói chuyện là biết là mình thiếu cái này ạ, biết là cái yếu kia, thì rất là tích cực ăn những cái thứ mà nó chứa nhiều cái dinh dưỡng đó, cái chất dinh dưỡng mà cơ thể cần á. Nhưng mà ăn hoài ăn nhiều rồi nó cũng không có được cải thiện là bao. Đó là vì sao ạ? Thực phẩm lợi ích của thực phẩm bổ sung dinh dưỡng là còn giúp là phòng phòng ngừa một số bệnh do thiếu dinh dưỡng ạ. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng là có một cái lợi ích là ở dạng tinh chế, cho nên là chúng ta rất thuận tiện để sử dụng là cũng như bảo quản, không giống như là cây rau. Có đúng không ạ? Chắc chắn là các bạn cũng đã được nhìn thấy cái minh họa sản phẩm, những cái sản phẩm Nutrilite là quy trình thu hái, là thu hái được cái lúc mà quả ở đạt được cái nồng độ vitamin, nồng độ dưỡng chất của cái trái cây đó hoặc là cái rau rau cỏ đó là đạt được cái hàm lượng tối ưu nhất. Thì với công nghệ khoa học Nutrilite là đông khô lại để có thể giữ được nhiều dưỡng chất, không giống như chúng ta là rau có thể là đi mua từ sáng mà rau thì cũng không biết là có vừa hái được không, khó đúng không ạ? Tất cả những người bán rau ở chợ họ đều phải đi từ 3 giờ sáng đi chợ để nhập rau, nhập trái cây, thì từng đấy thời gian thì rau 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 củ là đã được người người nông dân người ta hái từ sớm hơn nữa rồi. Vậy là trải qua đến 8 tiếng, 10 tiếng như vậy thì chắc chắn rằng cái chất lượng của thực phẩm là cũng bị hao hụt rồi. Thứ nữa là thực phẩm bổ sung thì có rất là nhiều sản phẩm để lựa chọn phù hợp với tình trạng cơ thể, giống nhà vừa chia sẻ là có như nhiều người là biết là mình thiếu cái này đó, thì mình cứ ăn rất là nhiều những thực phẩm chứa cái đó, thế nhưng mà không có thấy hiệu quả, rất là nhiều nhưng mà không có thấy hiệu quả. Đó cũng là lý do là giống như là vừa chia sẻ là khi mà những thực phẩm chúng ta ăn á, đều không còn giữ được cái lượng thành phần mà chúng ta cần, nó còn đủ khiến cho là cái thời gian của chúng ta sử dụng nó sẽ nhiều hơn, lâu hơn và hiệu quả nó thấp hơn. Thực phẩm bổ sung thì không cần phải nhờ tới thầy thuốc kê và chúng ta rất là dễ dàng để có thể lựa chọn và sử dụng. Tuy nhiên cũng cần phải có
thông tin, có kiến thức về những thực phẩm bổ sung như thế nào để phù hợp với nhu cầu của cá nhân mỗi người. Và cũng một số những lưu ý mà khi chúng ta sử dụng hay là kể cả khi chúng ta chia sẻ với khách hàng. Những điều như thế này là những điều mà Hà nghĩ rằng cái người người ta muốn nghe, người ta cũng rất là muốn nghe. Đúng không ạ? Lợi có, nhưng mà cũng phải có những cả những cái phần là lưu ý, hoặc là những cái phần cảnh báo thất thật. Chia sẻ, Hà nghĩ là chia sẻ một cách gọi là thật lòng, thật lòng, đứng trên đúng góc độ của bản thân mình là cái người sẽ sử dụng, chuẩn bị sử dụng hay là đang sử dụng. Thì những lưu ý cũng rất là quan trọng đối với cả khách hàng. Là thực phẩm bổ sung thì nó là dạng thực phẩm nhưng không có thể là thay thế được tất cả mọi thứ, đặc biệt là thay thế bữa ăn. Chúng ta vẫn cần phải ăn. Nó, tại sao nó có tên nó là bổ sung, là chúng ta không nên lạm dụng. Chúng ta vẫn phải ưu tiên cái chế độ ăn uống hợp lý và đa dạng. Không biết mọi người như thế nào chứ ăn uống, ăn được nhiều thứ và được trải nghiệm nhiều món ăn, rất rất nhiều món ăn khác nhau, cũng là một cái sở thích mà, cũng là một cái thú mà, đúng không? À, thế chứ, rất là nhiều người vì điều này, vì điều kia không dám kiêng, cũng rất là không tốt. Và cái lưu ý nữa là khi lựa chọn thực phẩm bổ sung thì nên sử dụng, nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu rõ ràng, có uy tín, và đặc biệt là cẩn trọng với những sản phẩm sách tay. Cái lưu ý này là không phải Hà tự nghĩ, mà lưu ý này thì được Viện trưởng Viện dưỡng quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Huy, quên họ, Đỗ Huy. Đây là cái khuyến nghị của Viện trưởng Viện dưỡng quốc gia. Rồi, các nhà khoa học thì dự báo rằng thực phẩm bổ sung chính là thức ăn của con người ở thế kỷ 21, khi mà chúng chứa các cái tinh chất chống oxy hóa, tăng miễn dịch, giúp các tế bào của cơ thể chống lại sự lão hóa, bổ sung cơ thể, cho cơ thể các vitamin và khoáng chất, là những nhóm chất hữu cơ mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Rất nhiều người thường thì vẫn hay nói là ăn gì bổ nấy, đúng, ăn gì bổ nấy thật. Có thực phẩm, thức ăn là cái nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta đến tận cấp độ tế bào, nhưng mà cơ thể không tự tổng hợp được. Càng lớn tuổi thì lại càng không dự trữ một số dưỡng chất, thì từ người trẻ cho đến người lớn tuổi đều không có thể tự tổng hợp, mà đều phải nạp vào cơ thể để nuôi cơ thể thông qua đường ăn uống. Với Hà lại kể nói cái câu chuyện với cũng là chia sẻ với cả nhà mình thôi. Chúng ta đi gặp khách hàng á, cũng rất nhiều người đến thời điểm này, có thể là không phải là có thể mà đã có rất là nhiều người, mọi người cũng đã có quan điểm và có ý thức sử dụng, lựa chọn những thực phẩm bổ sung. Nhưng mà đôi khi mình chia sẻ giống như là mình khuyến nghị người ta sử dụng Nutrilite, hay là khuyến nghị người ta sử dụng cái này, giống như là mệt mỏi thì dùng protein này, hay là đau xương thì dùng canxi luôn này, đúng không ạ? Tuy nhiên là Hà thì thấy rằng bản thân Hà cũng vậy thôi. Giao lưu với khách hàng, mình có thể là với những cái nhu cầu mà người ta chia sẻ thì mình có thể là cái những khuyến nghị là như thế này, nó là như thế này, nhưng mà tuy nhiên là người ta nghĩ rằng người ta cũng có rồi, người ta cũng dùng rồi, thì Hà lại nói đến là tại sao lựa chọn dinh dưỡng của Nutrilite, tại sao ở góc độ của Hà, chứ không nói đến tất cả những gì mà là gọi là so sánh một cách quá mức, bởi vì bản thân người ta rất là nhiều người người ta cũng đã thường xuyên dùng. Chỉ có điều á, cái thứ mà người ta dùng á, những cái sản phẩm người ta dùng á, nó chưa thực sự hiệu quả và hiệu quả tối ưu á.
cho người ta, thì lúc đó thì mình lại chia sẻ về thương hiệu. Ngày hôm nay ở đây thì Hà sẽ không dành thời gian để nói về thương hiệu. À, nhà phân phối của Emway thì chắc chắn là thương hiệu của Nutrilite thì chắc chắn là các bạn và các anh chị là nằm lòng rồi. À, tuy nhiên là cũng không phải nhất thiết là cứ lúc nào cũng phải nói đủ cả tất tật. Mình cứ nói bản thân mình lựa chọn nhãn hàng Nutrilite và những cái trải nghiệm của mình khi dùng Nutrilite. Và cái điều quan trọng nhất thì Hà vẫn thấy là bản thân mình cần được bảo vệ, bản thân mình được cần bảo dưỡng. Và bảo dưỡng với những sản phẩm như thế này nó mang lại những cái hiệu quả vượt trội hơn. Hà không chê, rất là nhiều nhãn hàng cũng rất là tốt đó. Đôi khi mình cứ nói là đắt hay là rẻ, nhưng mà mình đâu có biết là khách hàng người ta cũng không có quan tâm đến vấn đề rất đắt rẻ không. Đó thì đó là cái mà Hà nghĩ là Hà chia sẻ cái kinh nghiệm và những gì mà Hà nghĩ gọi là bán tâm lý. Ai cũng thích bán là bán sản phẩm, nhưng việc bán cái ý niệm, cái bán cái cho mọi người cái quan niệm và những cái kiến thức từ chính bản thân mình thôi, thì là Hằng nghĩ rằng nó cũng rất là thuyết phục. Với cái gói dinh dưỡng nền tảng này thì Hà lựa chọn là đạm, nhưng mà đạm từ thực vật, thì Hà sẽ nói thêm về ý nghĩa của và lợi ích của protein Nutrilite. Ưu điểm đặc biệt của Nutrilite thì Hà cũng không có nói quá nhiều, Hà chỉ nói là hoàn toàn từ thực vật, hoàn toàn từ thực vật. À, nhưng mà đủ những axit amin cần thiết cho cơ thể, mà những axit amin này là cơ thể không thể tự tổng hợp được. Hơn nữa là thành phần thì hoàn toàn từ đậu nành phân lập. Và chỉ số hấp thu của protein là tuyệt đối. Là tuyệt đối, tức là mình sử dụng một muỗng protein Nutrilite á, 10 gram thì mình nhận ngay là 8 gram đạm, trong khi mình sử dụng đạm từ bên ngoài, đạm từ động vật, thì cái thời gian mình có thể nhận được và cái khối lượng mình có thể để nhận được 8 gram đạm như vậy là nó rất là lâu. Hơn nữa là cơ thể mình còn được khuyến mại rất là nhiều thứ không có lợi từ từ thịt. Hay chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Mỡ này, rồi cholesterol này. À, vừa bị bách ta mất cái không biết quay lại nó như thế nào. Còn double ích. Hôm nay Hà sẽ không nói chi tiết về những sản phẩm. Những sản phẩm thì chắc chắn là các anh chị và các bạn ở trong ngày hôm nay cùng với chúng ta là đều rất là rõ rồi. Và vào các tối thứ ba hàng tuần thì về sản phẩm và các gói sản phẩm giải pháp, thì trong cái chương trình tối thứ ba chúng ta là đều có chi tiết về sản phẩm, từng sản phẩm một rất là chi tiết luôn. Nên là hôm nay thì Hà sẽ giao lưu cùng với mọi người về quan niệm. Cũng cùng với quan niệm này thì Hà nghĩ là không phải là chỉ cho mình cái gói dinh dưỡng nền tảng, và với bất kể với vấn đề gì của khách hàng ấy, thì cũng dùng cái kiến thức nền tảng, cái ý thức gọi là cái quan niệm về dinh dưỡng nền tảng này, nó sẽ khiến cho mọi người có những cái vấn đề khác. Hôm sau thì Hà cũng sẽ chia sẻ giao lưu với cả nhà mình các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bao tử này, hay là đại tràng này, hay là vấn đề về gan này. Hà nghĩ là Hà thì sẽ chia sẻ cách ngắn gọn, đơn giản để cho chúng ta dễ dàng giao lưu với cả khách hàng. Và qua đó là chắc chắn rằng một khi các bạn cùng với những kinh nghiệm các bạn chia sẻ nhiều á, thì khách hàng sẽ tự đòi mua hàng chứ không cần phải chốt bán hàng nhiều đâu. Hà tin tưởng là như vậy. Mình chia sẻ với góc độ là với mình là như thế này. Đó, thế nhưng mà còn thực ra bản thân mình cũng vậy. Khi mà mình được tư vấn, mình bị tư vấn á, trong đầu mình cũng còn còn suy nghĩ nhiều thứ lắm, bởi vì trước khi mình tìm hiểu và mình muốn á, mình cũng đã đi tìm hiểu một chút rồi, mình có một chút thông tin, thì thường là mình hay hay suy nghĩ vậy. Thì mình cũng hãy đặt ở cái góc độ mình với khách hàng là như vậy,
hãy chia sẻ từ cái những cái kiến thức của mình có cùng cùng với trải nghiệm, câu chuyện của bản thân mình hay là câu chuyện của những người xung quanh mình biết về những vấn đề giống như khách hàng của họ, thì Hà nghĩ đấy là cái cách mà tốt nhất là khiến khách hàng sẽ auto chốt đơn. Hà biết là trong trong khán phòng ngày hôm nay có rất là nhiều các bạn chốt đơn hay là bán hàng về dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là vì sao Hà lại sâu cái gói SOP? Gói SOP thì nó rất là nhiều, có nhiều ý nghĩa. Ngoài cái việc là khách hàng có lợi từ cái việc là sử dụng sẽ được có những cái khuyến mại hỗ trợ. Thứ hai là cái thời gian là 6 tháng thì cũng đủ một phần để cho khách hàng có cái trải nghiệm là khi sử dụng những sản phẩm hỗ trợ nó cải thiện sức khỏe như thế nào. Còn rất là nhiều người chỉ dùng có khi một tháng thôi hay là vài ngày thôi thì nó không phải là thuốc để trị bệnh á. Thế cho nên là mọi người cảm giác là chán và là không thích và kêu nó không hiệu quả. Thì đấy là những cái ý nghĩa mà hôm nay Hà cũng nói về cái SOP. Thực ra gói SOP nó có rất là nhiều gói khác nhau, thì đấy là những cái vì sao lại vì vì sao lại mình cũng nói rõ là vì sao là lại là SOP. Đó, đó là cái ý nghĩa của việc 6 tháng là như vậy. Thực phẩm giống như Hà cái câu chuyện của Hà, khi mà Hà có vấn đề về xương á thì Hà cũng không có ý thức là phải sử dụng những sản phẩm về xương đâu, mà nghĩ là di truyền, nghĩ là giống mẹ giống bà bị thương thì lớn tuổi rồi thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà khi mà sử dụng cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì hỗ trợ ấy, thì nó auto nó hết từ lúc nào cũng không biết. Nhưng mà nếu mà nghĩ lại ấy, thì nó cũng phải không biết là 6 tháng hay là 1 năm thì Hà cũng không biết nữa. Đó, nên đều phải có thời gian và ý nghĩa của thực phẩm bổ sung thì nó là như vậy. Rất là cảm ơn cả nhà mình lắng nghe. Có lẽ là Hà nói rất là nhiều và nói rất là nhanh nên là không có thời gian để cho mọi người phản hồi nữa là sao á. chúng ta cùng có thể giao lưu và chia sẻ. Cái nội dung của Hà là đến đây là kết thúc. Hà gửi lại mic tới MC để cho mọi người cùng giao lưu nha. Vâng, cảm ơn ạ, vô cùng cảm ơn chị Hà. Các anh chị có lắng nghe cái phần chia sẻ của chị Hà vừa nãy không ạ? Vâng, cảm ơn chị Hà rất là nhiều, và em thay mặt cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom hôm nay là gửi lời cảm ơn đến chị, bởi vì cái bài chia sẻ của chị vô cùng là cụ thể, chi tiết ạ. Khi chúng ta cần đi chia, các anh chị có thấy là phần chia sẻ của chị Hà là như thế nào không ạ? Có phải ban đầu tiên là chúng ta phần cuối cùng ấy, chị Hà có tóm gọn lại đó là chúng ta giao lưu với khách hàng và chia sẻ một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho khách hàng tự quan tâm và tự hỏi chúng ta về sản phẩm đúng không ạ? Có phải rằng ban đầu chúng ta sẽ gieo quan niệm cho khách hàng đúng không ạ? Gieo quan niệm cho khách hàng về sức khỏe, đó là chúng ta đang bán quan niệm đúng không ạ? Phần thứ hai là chúng ta sẽ bán về gì ạ? Bán thương hiệu đúng không anh chị? Bán thương hiệu xong thì chúng ta mới bắt đầu nói về bán về gói giải pháp. Và trong cái gói giải pháp của chị Hà nói thì đó là nói về Nutrilite là chủ yếu. Đặc biệt là chị có nhấn mạnh đến gói SOP, đó là bộ dinh dưỡng nền tảng. Các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Thật sự là tuyệt vời ạ, bởi vì trong Amway của chúng ta tập trung vào cái mảng thế mạnh nhất, cái tốc độ quay vòng nhanh nhất và bền vững nhất. Vậy thì có phải là kinh doanh của chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành công đúng không anh chị? Vâng, và chúng ta hãy dành một tràng số 2 thật dài được không ạ, để cảm ơn phần chia sẻ vô cùng xuất sắc của chị Hà, chi tiết và đầy rất là nhiều nội dung để cho chúng ta có thể áp dụng ạ. Một người phụ nữ nhẹ nhàng đúng không anh chị? Nhẹ nhàng thôi, chia sẻ rất là nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại khiến cho khách hàng của chúng ta có thể là thấu hiểu và cảm nhận rõ hơn, nhận ra được những cái vấn đề về sức khỏe để có thể là sử dụng sản phẩm một cách tự động chứ không cần phải chúng ta để đi bán hàng đúng không anh chị? Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Và phần chia sẻ của chị Hà thì có anh chị nào trong phòng Zoom chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Có cần hỏi chị Hà không ạ? Thì MC sẽ kết nối với chị Hà để chị Hà có thể giải đáp cho các anh chị. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ?
Dạ vâng, nếu như các anh chị không còn có thắc mắc gì nữa thì buổi Zoom của chúng ta buổi tối ngày hôm nay có thể là kết thúc tại đây. Sáng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau ở tại trung tâm phân phối trong buổi Expo sản phẩm được không ạ? Hẹn gặp lại các anh chị vào buổi Zoom buổi tuần sau và buổi gặp mặt trực tiếp của chúng ta vào sáng ngày mai tại trung tâm phân phối Hà Nội, có được không các anh chị? Và một lần cuối thì Quỳnh xin cảm ơn phần tất cả những anh chị trong ban tổ chức, cảm ơn tổng giám, cảm ơn vị chủ giảng tuyệt vời của chúng ta đã đem lại cho chúng ta một buổi tối cuối tuần vô cùng tuyệt vời và hữu ích ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi lần sau ạ. Cảm ơn MC, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn cả nhà. I was walking down the street that day and saw a girl along the way. I asked her where she's going and she said, come with me. She took me down this avenue where we met some friends she knew. And there we stopped and talked a while and passed the time away. Down the street.